Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua sự kiện ra mắt chiếc Xiaomi Mi Mix 4 cũng như là chiếc Xiaomi Mi Pad 5. Có thể thấy rằng đây là một trong những chiếc máy mà khi mà mình xem xong sự kiện ra mắt thì mình sẽ giả vờ bất ngờ. Tại vì sao? Nó đã được rò rỉ hết trong khoảng thời gian gần đây rồi. Có chăng có một vài thứ mình nhìn mình sẽ hơi sốc một chút, đấy chính là về yếu tố hiệu năng cũng như là về ngôn ngữ thiết kế. Cụ thể ra sao để cùng chúng mình đi tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Nếu như mà chúng ta muốn xoáy mạnh vào phần hiệu năng thì đây là một trong những chiếc máy được trang bị một phần hiệu năng phải nói rất mạnh. Cụ thể máy sẽ trang bị con chip Snapdragon 888 Plus, xin nhắc lại là Snapdragon 888 Plus, và Xiaomi cũng nhấn rất mạnh vào phần hệ thống tản nhiệt khi đem đến cho chúng ta một vài những kết quả trong một số bài test. Cứ mà nói gì thì nói, bài test thì nó vẫn chỉ là một bài test ở trong phòng thí nghiệm mà thôi. Những trải nghiệm sử dụng thực tế nó mới là thứ quyết định tất cả. Khi nếu như anh em còn nhớ thì cái rớp liên quan đến chiếc Xiaomi Mi 11 vẫn còn nguyên ở đó. Chính vì vậy, nếu như Xiaomi không khắc phục được thì việc chiếc Mi Mix 4 gặp phải trường hợp bị quá nhiệt, nó là một cái gì đấy được cho là đương nhiên, và với một sức mạnh khủng khiếp như con chip Snapdragon 888 Plus thì đây lại càng là một thách thức ở trên chiếc Mi Mix 4. Có lẽ rằng đây sẽ là một bài test rất lớn để khẳng định vị thế của Xiaomi ở thời điểm hiện tại, để xem họ có thực sự xứng đáng để trở thành ngôi vương về nhà sản xuất smartphone từ hiện tại hay không. Video trước đấy mình cũng đã từng làm tổng hợp cho anh em về các yếu tố rồi, em có thể xem lại, đường link mình sẽ để ở bên phía dưới phần mô tả hoặc là để góc bên trên này. Về các mức độ nhớ RAM và ROM thì tất nhiên mức độ nhớ base thì vẫn sẽ là 8GB mà thôi, cao nhất sẽ là 12GB và 512GB ROM. Về mức giá thì mình cũng tin chắc chắn rằng sau khi anh em xem xong những sự chênh lệch dưới các mức giá thì nó có những cái sự chênh lệch. Tuy nhiên, mức giá để người dùng có thể tiếp cận đến chiếc Xiaomi Mi Mix 4 phiên bản base nó thực sự rất rẻ. Thì xem xong mình cũng rất bất ngờ vì chưa có một hãng nào đem đến cho chúng ta một con chip Snapdragon 888 Plus mà nó lại rẻ đến thế. Cơ mà lát nữa chúng ta sẽ đề cập đến cái đấy sau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với yếu tố thứ hai, một trong những thứ mà mình cũng cảm thấy khá bất ngờ, đấy chính là về phần ngôn ngữ thiết kế. Nhìn sơ qua về phần thiết kế thì anh em sẽ thấy rằng ngôn ngữ thiết kế trên chiếc máy này nhìn trông na ná giống so với chiếc Redmi 8 Pro. Phần mô camera thì sẽ là hình vuông, chúng ta sẽ có một cảm biến siêu to khổng lồ. À không, không chính xác nên không phải là Redmi 8 Pro anh em ạ, mà đó chính là chiếc Vivo X60 Pro, trước đấy mình cũng đã từng làm review cho anh em. Nói gì thì nói, đây là một trong những chiếc máy được trang bị phần mô camera rất cải tiến, và không ngoại trừ khả năng chất lượng cảm biến trên chiếc máy này cũng tương đồng so với chiếc Mi 11 Ultra, khi phần module camera của nó cũng rất lồi. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ bị cắt giảm đôi chút mặt cảm biến, chúng ta sẽ chỉ có 3 cảm biến mà thôi. Tuy nhiên cái mà mình muốn nhấn mạnh ở đây, đây chính là về camera selfie. Một ống kính 20 megapixel, tuy nhiên năm nay Xiaomi lại làm tốt hơn rất nhiều, đấy là chúng ta sẽ có công nghệ camera selfie ẩn dưới màn hình. Và không ngoại trừ khả năng, đấy là những cái gì mà Xiaomi đã từng áp dụng ở trên chiếc máy này, thì dòng sản phẩm Galaxy Z Fold 3 cũng có thể làm được. Khi nếu như anh em để ý ở trong sự kiện thì CEO Lee Jun khi đem chiếc máy này ra thì chúng ta sẽ không có bất kỳ một phần khiếm khuyết nào ở bên phía mặt trước. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ có một phần module camera nó đã được tối ưu hơn, chúng ta sẽ không thể nào nhìn thấy điểm ảnh bị lỗi trên phần màn hình nữa. Quan trọng ở đây, đấy là về trải nghiệm thực tế ra sao. Và tất nhiên là rất nhiều YouTuber sau khi xem xong sự kiện này và nhận được chiếc máy này thì sẽ có những bài test liên quan đến màn hình. Lúc đấy chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quan hơn. Còn bây giờ, mình đang tổng hợp cho anh em về những thông số sau sự kiện. Thế nên chúng ta sẽ gác lại yếu tố này, và khi mà mình có máy để trải nghiệm thì mình sẽ gửi tới anh em sau. Tiếp theo, một trong những điểm được nhấn rất mạnh nữa, pin. Đúng vậy, pin là một trong những điểm được nhấn rất mạnh. Về dung lượng thì nó không có quá nhiều sự thay đổi đâu, nhưng thứ mà được CEO Lee Jun nói rất nhiều trong sự kiện đấy chính là về sạc. Lần đầu tiên Xiaomi đem đến cho chúng ta một công suất sạc phải nói rất nhanh, lên tới tận 120W, trong khi sạc nhanh không dây thì là 50W. Tức là anh em có thể hiểu là nó gần giống như kiểu sạc vốc của Oppo đấy, sạc không dây mà nó còn như thế thì nó thực sự rất kinh khủng. Và nói đến tốc độ sạc thì theo như những gì mà CEO Lee Jun công bố ở trong sự kiện thì chiếc máy này chỉ cần sạc có dây trong khoảng thời gian 21 phút là có thể đầy được một viên pin 4500mAh. Mình xin nhắc lại là 21 phút, đây thực sự là một con số rất khủng khiếp. Quan trọng ở đây, đấy là nhiệt năng ra sao, sử dụng như thế nào. Thì Lee Jun, CEO của Xiaomi cũng đã khẳng định một điều, đấy là nhiệt độ nó sẽ được đảm bảo trong quá trình chúng ta sử dụng, nó sẽ khá mát. Quan trọng, đây là những công bố của hãng mà thôi. Còn về trải nghiệm của người dùng, có rất nhiều những nhận định đưa ra về việc đấy là sạc nó sẽ không tối ưu, sạc nó sẽ như thế nào như thế kia. Thế nên, để mà có một cái nhìn tổng quan hơn, hãy cùng chờ đợi những video review ở trong khoảng thời gian sắp tới để chúng ta sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Tiếp theo về màn hình, thực chất ra thì màn hình có những thua thiệt về độ phân giải. Đúng vậy, cơ mà nói sao thì nói, thông số mật độ điểm ảnh vẫn rất cao, lên tới 400 ppi cơ. Đây là một trong những cái sự cắt giảm mình cho là nó hợp lý. Tại vì sao? Với việc đem đến cho chúng ta một màn hình với độ phân giải thấp, tuy nhiên mật độ điểm ảnh vẫn cao, thì những trải nghiệm hiển thị của nó vẫn nằm ở mức độ ổn. Tất nhiên là chúng ta sẽ không thể nào nhìn thấy một vệt rỗ ở trên một chiếc flagship cả, thế nên anh em hoàn toàn thể yên tâm về vấn đề này.
Nhưng mà để đánh giá dưới tính chất năm ăn năm thua thì nó vẫn sẽ thua thiệt so với một vài đối thủ khác ở trong cú phân khúc. Cơ mà nói gì thì nói, những điều chỉnh liên quan đến mức giá cũng đã một phần nào đấy bù trừ cho điều này. Vậy thì anh em cứ thắc mắc, đấy là nãy giờ mình cứ nói mãi về mức giá. Vậy thì mức giá về phiên bản bộ nhớ base ở trên chiếc Xiaomi Mi Mix 4 nó sẽ là bao nhiêu phải không nào? Mức giá trên chiếc Xiaomi Mi Mix 4 theo những thông tin dò dỉ thì nó sẽ dao động trong khoảng lên 19-20 triệu. Nhưng mà Xiaomi thì không nghĩ thế, ở đây chúng tôi không làm như vậy. Mức giá trên phiên bản base ở trên chiếc Mi Mix 4 nó sẽ dao động trong khoảng chỉ 17.800.000. Mình sẽ nhắc lại là 17.800.000 khi quy đổi sang tiền Việt Nam. Nó thực sự là một trong những con số rất hấp dẫn. Cơ mà nó sẽ tồn tại một vài nhược điểm. Tại vì sao? Nếu như anh em để ý thì ở thời điểm trước đấy đã có rất nhiều những người dùng ham mua những chiếc máy Xiaomi hàng xách tay về Việt Nam và họ sẽ nhận phải rất nhiều những cái trái đắng, ví dụ như là trên chiếc Xiaomi Mi 11. Thực chất thì đây không phải một phần của lỗi hàng xách tay mà đó là lỗi liên quan đến phần cứng ở bên phía bên trong. Nhưng đối với những chiếc máy xách tay của Xiaomi, ví dụ điển hình như là chiếc Redmi K40 Gaming chẳng hạn, thì khi về thị trường Việt Nam chúng ta sẽ không có Google Service. Và điều này đồng nghĩa với việc đấy là nếu như chúng ta vẫn cứ cố chấp mua hàng xách tay thì rất có khả năng chúng ta sẽ không thể nào có được những trải nghiệm toàn vẹn nhất. Thế nên theo như quan điểm cá nhân của mình, nếu như anh em muốn mua chiếc máy này, khoan, chớ mua vội, nó ngon thì nó ngon thật, nhưng tốt hơn hết anh em nên chờ hàng chính hãng. Mà việc hàng chính hãng có đẩy về Việt Nam hay không nó vẫn đang là một ẩn số. Tuy nhiên thì không ngoại trừ khả năng Xiaomi sẽ đẩy chiếc máy này về thị trường Việt Nam, vì đến thời điểm hiện tại Việt Nam đang là một thị trường rất màu mỡ của Xiaomi. Thị phần tại thị trường Việt Nam của Xiaomi cũng nằm ở mức độ khá lớn, cho nên anh em hoàn toàn có thể mong chờ vào việc chiếc Mi Mix 4 sẽ về thị trường Việt Nam. Vậy thì anh em đánh giá sao về chiếc máy này? Hãy nhớ để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới phần comment. Và nếu như anh em cảm thấy video này hay thì hãy để lại cho chúng mình một like, một share và một subscribe. Tất nhiên là nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video khác trên kênh YouTube của Viettel Star TV.